Ngày 3 tháng 2, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc phối hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Amity, Quyền Linh ký bản ghi nhớ thỏa thuận bán hàng giảm giá cho đoàn viên và người lao động. Theo bản ghi nhớ, công ty sẽ ưu đãi giảm 10% cho cá nhân đoàn viên công đoàn, giảm 15% đối với tập thể tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn Amity Quyền Linh đã trao 100 phần quà cho đoàn viên, người lao động các nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và 50.000 đồng tiền mặt, tổng số tiền 25 triệu đồng. Qua đó nhằm chăm lo tốt đời sống cho đoàn viên, người lao động, nhất là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thăm hỏi sức khỏe, động viên công nhân lao động đón Tết đến xuân về vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.